Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về bên van. Máy này là loại nhỏ thôi, này 1/2 inch nè, 1/2 nè, con này là 3/4, con này là 1/2. Mấy van này thường lắp cho đường nước ấy, trên tàu thì hay lắp cho sanitary, cái đường nước sinh hoạt ấy. Còn ở hộ dân mình ấy, thì cũng thỉnh thoảng các bạn cũng bắt gặp ấy, nhưng mà ít khi lắm. Thông thường người ta dùng van nhựa thôi. Con này thì chắc hơn, tốn đắt tiền hơn. Này, này kết nối bằng ren nha, MET nha. Bên trong nó có một cái viên bi nè. Làm kín bằng cái sheet PTFE, một căng trắng nè. Nó kín hay không là nhờ ở đây nè. Mấy loại van này bằng dặn một thời gian là cái lớp PTFE này nó mòn đi á, để nó cứ xì nước nó nhỏ giọt mấy. Nên loại này dở lắm, càng thời gian mà quăng thay mới. Chẳng có thời gian. Ừ đúng rồi, loại này cũng có thời gian đó. Chủ yếu là lau mau thôi. Loại này thì kết nối hai đầu phim eo. Loại này là meo chứ, loại kết nối đực ấy. Này kết nối cái này. Mình nằm vào trong á. Bên này người ta đặt cái loại kết nối đực cái này cũng hay á. Nhìn là biết liền, đực cái loại ra cái là nằm vào. Loại này cũng vậy, loại kết nối đực này. Loại này cũng kết nối đực luôn, nhưng mà một đầu dạng ren, đầu này kết nối ống mềm. Ống mềm này thì bạn thấy không? Này sau này người ta dùng một cái cổ dơ ấy, cổ dơ á, để nó clamp này lại cho nó kín, kín nước. Dùng cho mấy cái đường mà mình hay rửa đét này nọ. Đó. Cái này dùng áp suất thấp thôi.